Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã đến với cái kênh YouTube của Hà Thị Hoa. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho tất cả mọi người cách để mọi người bật cái chế độ đấy là kiểm duyệt tất cả những cái bài viết đăng ở trên tường Facebook của mình. Đấy, thì có một điều bất cập đấy là như mọi người biết thì cái Facebook nó giống như là một cái ngôi nhà thứ hai của mỗi người. Đấy, tại vì như thời đại 4.0 hiện nay ấy, thì hầu như mỗi người đều có một cái tài khoản Facebook riêng, đúng không ạ? Và một cái điều bất cập đấy là nhiều người có thể đăng viết bài và gắn thẻ Facebook của mình vào. Thì như vậy thì cái tường Facebook của mình nó giống như là người khác vào, người ta xả rác vào cái ngôi nhà của mình ấy. Đấy, có nghĩa là mình không hề muốn cái bài viết đấy xuất hiện ở trên tường Facebook của mình, đúng không ạ? Đấy, giống như thời bây giờ là rất là nhiều người bán hàng online, và thường hay tag tên bạn bè vào. Hoặc là mình hôm vừa rồi mình có thấy rất là nhiều cái bài viết của những cái người mà hay đăng về cái chơi cái lô đề ấy, có nghĩa là báo số để cho mọi người đánh ấy, thường hay gắn thẻ vào. Như vậy thì mình thấy nó rất là bất cập, rất là ức chế luôn ấy. Vì vậy cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video này để hướng dẫn mọi người cách để bật cái chế độ đấy là kiểm duyệt bài viết, có nghĩa là cái bài viết nào mà có gắn thẻ Facebook của mình vào mà mình muốn cái bài viết đó được xuất hiện ở trên tường Facebook của mình thì mình sẽ kiểm duyệt cái bài đấy và nó sẽ xuất hiện ở trên tường của mình. Còn cái bài nào mà mình thấy mình không muốn nó xuất hiện ở trên tường thì mình sẽ xóa đi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ vào Facebook của mình nhé. Này ạ, Facebook của mình là Hà Thị Hoa, được chưa? Thì các bạn vào cái ba cái gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình nhé. Đấy, bấm vào đấy ạ. Sau đấy là mọi người sẽ kéo xuống nhá. Kéo xuống này. Đấy, kéo xuống thì sẽ có cái chữ là cài đặt và quyền riêng tư nhá, ở cuối cái màn hình này. Cài đặt và quyền riêng tư thì bấm vào đấy ạ. Bấm vào đấy thì có xuất hiện cái chữ cài đặt đầu tiên nhá các chị nhá. Tất cả mọi người nhá. Đây, chữ cài đặt này, bấm vào đấy. Bấm vào chữ cài đặt này. Đấy, từ đây là tất cả những cái liên quan đến Facebook cá nhân của mình. Đầu tiên là thông tin cá nhân này, dịch bài viết này. Kéo xuống nhá các chị. Đây, kéo xuống này. Đây. Thì mọi người thấy cái chữ là dòng thời gian và gắn thẻ. Đấy, dòng thời gian và gắn thẻ nhá. Thì bấm vào đấy ạ. Dòng thời gian và gắn thẻ. Được chưa? Đây thì mình đã bật cái chế độ là kiểm duyệt bài viết rồi. Thì các bạn sẽ đọc từng một dòng một nhá. Đây. Ai có thể đăng lên dòng thời gian của bạn. Được chưa? Có nghĩa là những người nào có thể đăng bài viết lên cái tường Facebook của bạn ấy. Được chưa? Thì các bạn bấm vào này. Chỉ có chế độ đấy là thứ nhất là bạn bè và thứ hai nữa là chỉ mình tôi. Thì nếu mà bạn chỉ để chế độ đấy là bạn bè thì tất cả những người mà trong danh sách bạn bè của mình ấy đều có thể viết bài và gắn thẻ Facebook của mình vào. Còn chế độ mà chỉ mình tôi ấy thì có nghĩa là chỉ một mình bạn có quyền được viết bài lên cái tường Facebook của mình. Và những cái bài viết mà được gắn thẻ, được bạn bè gắn thẻ Facebook của bạn vào ấy thì bạn kiểm duyệt thì mới được cái bài đấy mới được xuất hiện ở trên tường của bạn nhá. Vì vậy cho nên là hãy bấm vào cái chữ chỉ mình tôi nhá. Đấy, được chưa ạ? Chỉ mình tôi. Như vậy là các bạn đã bật cái chế độ là kiểm duyệt bài viết rồi đấy. Được chưa? Quay lại nhá. Mới quay lại này. Đọc dòng tiếp theo nhá. Ai có thể xem nội dung mà người khác đăng lên dòng thời gian của bạn? Đấy. Thì các bạn để chế độ mọi người nhá. Có nghĩa là những cái bài nào mà ở trên tường cá nhân của các bạn rồi ấy thì tất cả mọi người đều có thể xem được. Được chưa ạ?
thứ hai, dòng thứ ba này, cho người khác chia sẻ bài viết của bạn lên tin của họ. Cho người khác chia sẻ bài viết của bạn lên tin của họ. Có nghĩa là nếu mà các bạn đang bán hàng online ấy, chẳng hạn, hoặc là không thì cũng để chế độ đấy là mọi người bật nhá. Bật thì có nghĩa là những cái bài nào mà bạn đăng lên nhân tưởng của bạn ấy thì người khác thấy hay, người ta cũng có thể chia sẻ cái bài viết đấy được. Mình bấm vào xem nó đấy. Có và không, được chưa ạ? Thì mình cũng đã tích vào có rồi. Đấy, có rồi thì mình bấm trở lại này. Được chưa? Tiếp theo là gắn thẻ nhá. Ai có thể nhìn thấy bài viết bạn được gắn thẻ trên dòng thời gian của bạn thì cũng mở chế độ là mọi người này, được chưa? Mọi người nhá. Dòng tiếp theo này, khi bạn được gắn thẻ trong một bài viết, bạn muốn thêm ai vào đối tượng của bài viết nếu họ chưa thể nhìn thấy bài viết thì bạn để chế độ bạn bè này. Được chưa? Đấy, tiếp theo này, xét duyệt. Mục xét duyệt nhá. Xem lại thẻ mọi người thêm vào bài viết của bạn trước khi thẻ xuất hiện trên Facebook. Đấy, có nghĩa là khi mà bạn cái chế độ này ấy là bạn xem thẻ, đúng không ạ? Xem thẻ. Nghĩa là bạn vừa mở chế độ bật rồi. Mình đã bật rồi. Có nghĩa là những cái bài viết mà mọi người đã gắn thẻ Facebook của bạn vào rồi thì bạn sẽ được xem trước cái bài viết đấy. Nếu bạn muốn cái bài đấy xuất hiện thì bạn sẽ phê duyệt nhá. Phê duyệt thì bài đấy mới xuất hiện ở trên tường của bạn. Đấy, thì mở chế độ là bật nhá. Tiếp theo này, xét duyệt bài viết bạn được gắn thẻ trước khi bài viết xuất hiện trên dòng thời gian của bạn. Đấy. Thì cũng mở chế độ bật nhá. Như vậy là đã xong rồi ạ. Đã xong rồi. Đấy, như vậy thì kể từ bây giờ là nếu mọi người đã làm xong các cái bước mà mình hướng dẫn thì trên tường Facebook của bạn sẽ không ai có thể tự đăng bài và tự gắn thẻ Facebook của bạn vào. Như vậy là ngôi nhà của bạn sẽ theo cách mà bạn trang trí. Đấy, chứ không phải là ai thích vào xả rác như thế nào thì vào, và ai thích đăng bài gì lên tường Facebook của bạn thì đăng, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video hướng dẫn của mình nhá. Và đừng quên ấn vào cái nốt đăng vào cái chữ đăng ký kênh ở cuối cái video này nhá, giúp mình để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người ạ.